Thôi, trễ 15 phút rồi mà ai vậy ta? Rõ ràng là ngày giờ, địa điểm tới mà luôn. Mà lâu lắm rồi không ai mà nhắn tin bí ẩn gì luôn á chứ. Mà sao hẹn ngay cái quán tên Béo ơi vậy ta? Ôi đúng vậy, cái tên mà ở nhà ba má hay gọi luôn á. Trời mưa trời gió mắt mình đứng đợi. Anh mà tới thì chết với tôi. Mà chắc anh này sao ta? Để coi, ước gì sẽ là một cái anh nào mà kiểu mà sáu múi, cao mắt hí rồi. Để coi coi mình mà đẹp chưa đã. Ok, xinh rồi xinh rồi. Hy vọng là lần này mình có bồ. Ủa? Ủa đâu đây? Khoan. Cái gì? Anh đánh em cái nhẹ nhẹ thôi. Đừng nhẹ coi em có nằm mơ không? Ủa đâu có nằm mơ đâu. Sao vậy em? Ủa? Anh về hồi nào? Anh mới về hồi sáng. Rồi... Đứng sáng vô đây nè, mưa nè. Vào đây, đây đó, mình trú mưa. Rồi sao anh biết em ở đây? Anh hẹn em ra đây mà. What? Ủa là cái tin nhắn này là anh đó hả? Chứ em nghĩ tưởng tượng coi mấy chục năm qua thì có người đàn ông nào mà rủ em ngoài anh. Sao vậy? Trời ơi, làm công mình hôm nay mình nữ tính, mình nhẹ nhàng nghĩ là trời hôm nay mình sẽ có gặp một anh chàng nào đó, một mối lương duyên của mình. À không có đâu nha em á. Anh chỉ hẹn em ra đây để nói chuyện với em. Anh rất là muốn hỏi là trong thời gian qua thì anh trai của anh có quản lý tốt quán không? Tốt, rất là tốt luôn. Thì ngày hôm nay chủ quán của quán ăn Hạnh Phúc đã trở lại. Và rất là cảm ơn quý vị thời gian qua đã theo dõi và yêu thương chương trình của tụi em. Và khung giờ phát sóng của chúng em đó chính là 19 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện. Em nhìn một tí cái là bình thường mình ở trong một cái quán rất là to. Thì hôm nay sao anh hẹn em ở Béo ơi là sao? Hôm nay chúng ta phải đi ra ngoài, mở mang, đúng không? Tầm mắt đâu. Các em thấy căn hẻm này rất là dễ thương và thơ mộng. Đúng có rồi. Mưa rơi lớp phớt thì chắc chắn là sẽ là rất là thích hợp cho cái việc mà chúng ta ngồi xuống, chúng ta ăn một cái gì đó nóng nóng, chúng ta nói chuyện với nhau. Nói chung là mình đổi không khí. Mình là thử trải nghiệm coi là mình đi ăn ở bên ngoài và mời những cái thực khách đến xem coi là cái sự hạnh phúc nó khác nhau chỗ nào, đúng không? Đúng vậy. Và hạnh phúc như thế nào thì chúng ta hãy bước vào quán và đó. Và chúng ta đã đến với một cái không gian quán rất là mới. Kính thưa quý vị, và chúc mừng quý vị đây, một quán ăn rất là lạ. Và tại sao lại đến một cái quán ăn lạ như thế này? Biết sao không ạ? Tại vì anh suy nghĩ rồi. Anh đi du học về, anh cảm thấy là quán của tụi mình á chỉ có tâm thôi. Về cái tầm thì anh thấy còn thiếu một chút xíu để lên được cái đẳng cấp mà anh mong muốn, hiểu không? Cho nên anh phải đi ra ngoài, anh phải kiếm những cái quán và có những cái bối cảnh lạ như thế này đến về anh học hỏi của người ta. Trời, tính ra là anh đi du học là ý kiến sáng suốt luôn á. Nhưng mà anh chủ Phát La sao vậy? Em có mối quan hệ về với anh chủ Phát La hay là sao? Đâu có đâu, em thấy cũng vui mà. À, cũng vui hả? À, bớt lại nghe em nha. Thì em thấy đây, đây là món gì à? Bún nem cua bể. Nem tai trộn thính. Hả? Tiếng Việt đó anh, tại như giờ mình ý là anh hỏi em là em đọc hai cái món này là em hình dung cái quán này là sẽ những cái món ăn như thế nào không? Đọc cái là biết là món ăn Hà Nội rồi. Để biết Hà Nội hay không thì chúng ta sẽ gặp khách mời trước. À. Và khách mời của chúng ta ngày hôm nay sẽ làm cho em quên Phát La của em là ai luôn. Trời. Quên tên gì luôn, quên luôn gương mặt luôn. Ghê vậy? Thôi không? Tới. Được, và sau đây xin mời quý vị và các bạn hãy đón chào hai vị khách quý của chúng ta, đó chính là Nam Cody và KO. Lu có biết hai bạn này không? Em có coi. Chắc biết chứ hả? Dễ gì mà không, đúng không ạ? Lu thấy thế nào? Món ăn hôm nay chúng ta như thế nào? Ủa? Chưa bưng ra hả? Chưa mà, chưa có đồ ăn mà. Tôi biết là ngon, ngon chắc rồi. Thường thường thì Nam Cody với lại KO hay đi ăn ở ngoài đường không? Tại vì công việc của chúng ta đó là chúng ta thường phải tập gym nè, tập nhảy thì chúng ta sẽ ăn ở nhà thì cái dinh dưỡng nó tiện lợi hơn mọi thứ. Kiểu vậy. Bản thân em là một người bị còi á, em không có dễ tăng cân cho nên là em ăn uống thoải mái lắm. Đặc biệt là em rất thích đi những cái hàng quán ở ngoài đường để cho nó có không khí. Khoan sĩ bị còi. Bị còi. Bị sao? Để làm sao để bị còi chị? Đúng rồi, sinh viên. Làm sao để bị còi? Xin. Không. Là ăn cái gì để bị còi á? Sinh ra đã bị còi. À, sinh ra không có chữa được. Kiểu như người ta bảo là ăn vô để cho trống lớn, nhưng mà ở đây ăn nhưng mà nó không có vô, nó rơi ra một chiều không gian khác, nó đau vũ trụ, nó rơi đồ ăn vô đó. Đúng rồi. Nói chung thì hôm nay là mình cứ không gian mình cứ thoải mái đi.
và không làm mất thời gian của mọi người nữa. Chúng ta hãy lên món ăn đi nào, rồi chúng ta sẽ nói chuyện tiếp. Dạ. Ủa, được ăn liền luôn hả? Ủa, hình như mình thiếu cái gì đó đúng không? Mình thiếu thử thách mà. À đúng rồi, chương trình Quán Ăn Hạnh Phúc của chúng tôi bình thường tới đây thì sẽ có một cái thử thách gì đó, nhưng mà sau một thời gian ông chủ đi du học nước ngoài về thì mới biết là có một câu rất là hay, đó là trời đánh thì tránh bữa ăn. Và không làm mất thời gian của mọi người nữa. Ta hãy lên món đi nào. Ta-da! Ở đây tôi biết là có KO ha, là một người con đến từ miền Bắc. Chắc là những món này là KO chắc không xa lạ gì nữa ha. Nói chung thật ra là quê Ô ở Hà Nội, nhưng mà Ô vào đây Ô sống từ bé rồi. Ô vậy hả? Đúng rồi, Ô vào đây từ lúc mới có 3-4 tháng tuổi à. Cho nên là Ô cũng ít được ăn những món này lắm, nhưng mà nói chung là cũng đã có thử qua món này rồi. Bây giờ thì chắc là mình sẽ thử xôi xéo trước. Trước khi mà ăn xôi xéo thì mình có thể xéo qua một cái ly, mình uống một cái để gọi là gắn kết cái tình ăn uống của mình. Đây là ly gì nhỉ? Ly này ly gì thì mình uống cho mình biết. Mình uống cho mình sẽ biết. Mời 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 mời. Mời. Mọi người có thấy được không? Nước tắc, mùi tắc đúng không? Mùi tắc. Có mùi tắc. Có gì nữa? Có mật ong. Đúng rồi. Tắc mật ong được. Đúng rồi, tắc mật ong. Món này ở ngoài Hà Nội thì sẽ gọi là nước quất. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Ngoài ở ngoài Bắc người ta gọi là quất. Rồi, giờ mình sẽ thử xôi xéo. Wow, đã quá, mời mọi người. Mời mọi người. Mời mọi người, hấp dẫn quá ta. Cái này mình có ăn với nước chấm gì không ta? Có chan rồi. Có chan. Chan đây. Đây đặc biệt nha, bình thường mình ăn xôi, thường ở nhà mình ăn xôi á, mà xôi ở thành phố Hồ Chí Minh á, mình ăn với tương ớt đúng không? Đúng rồi, với tương ớt hoặc là nước tương. Nước tương hoặc là chúng ta ăn một cái loại nước sốt gì đó chua chua ngọt ngọt. Còn cái lần này là chúng ta sẽ ăn cái nước kho thịt của cái miếng thịt ở trong cái xôi luôn. Tò mò quá. Cái này là chả cá luôn hả? Chả cơm. Chả cơm. Chả cơm. Đó. Cái cảm giác mà ăn cái miếng thôi thôi mà nó có nước nhưng mà nó không có mùi thịt đấy. Ừ, cái nước thịt này ngon nhờ. Cái bừng xôi dẻo thơm. Nó chảy à, chả cốm đó mọi người. Đúng. Ngon đấy. Ngon quá. Ở bên trên sẽ có một ít đậu xanh nữa cho nên là ăn xôi cảm giác là nó béo bùi, rất là thích. Nhưng mà không có bị ngán. Với cả cái phần thịt này nó cũng vừa chín tới á, nó cũng không có bị gọi là quá dai. Mình ăn vẫn thấy là mềm. Cái xôi xéo là mình sẽ cắt xéo cái đậu xanh xong rồi mình sẽ đặt lên ở trên cái bề mặt của xôi cho nên gọi là xôi xéo. À vậy hả? Không biết mọi người như thế nào, cái ngày xưa đánh đi học là khách ăn xôi thôi. Thì có một loại xôi mặn và xôi ngọt là coi như là xôi giò, xôi bắp, xôi đậu nói chung, và ngày nào cũng ăn xôi riết mình bị quen. Mà không biết sao ăn xôi nó rất là chắc bụng nha. Và sau đây chúng ta hãy đến với một cái mâm nhìn khá là hình tráng nha. Cái này ăn là bình thường cuốn, nhưng mà chắc mình thử cái chả cá trước ha. Chả cá không? Lần đầu tiên mình nghe cá rô phi mình làm chả mình cũng tò mò nha. Thơm ấy. Wow. Thích ăn thì lạ lắm luôn á, thật sự. Đây sẽ cuốn thử. Đây anh cũng cho em cứ ngồi đó, em cứ ngồi đó. Trời ơi. Ba người đàn ông đây làm cái gì? Wow. Kêu. Đi du học về cái khác hẳn luôn. Thử đi Keo. Đây. Cho con gái người ta thấy là cái tay mình khéo léo thế nào. Hôm nay sẽ mời Lu gọi là một cuốn bánh tráng giúp cả luôn nha. Cho gì ăn đó nè. Ở nhà to đúng không? Cái này là quên mất rồi bây giờ. Giúp cá. Dạ, giúp cá, giúp cá. Cá. Ăn cái này là thơm lắm á. Đúng rồi. Và nó còn tốt cho sức khỏe nữa, nó có thể trị những cái vấn đề về phổi, mình ăn rất là bổ phế. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Wow. Qua Tây Ô là được hết. Yeah. Ok chưa? Đây là cái người nhỏ thì cuốn bự, người cuốn nhỏ. Cái cuốn đó ăn thì có vẻ là rất là trang chứa tình cảm. Em thấy hầu như là khách mời nào đến mà gắp cho em ăn thì cũng cỡ này thôi mà. Để mình thử nha. Mình sẽ thử nha. Tại vì Khánh là thích ăn nhỏ thôi, để mình hiểu cái hương vị. Ừ.
ok chứ, ok chứ. Tay nghề được không? Tay nghề được nha. Tay nghề không? Được. Chất lượng. Chị Khánh là một người rất thích ăn rau. Đảm nha. Sao? Nó thêm cái mùi rau với cá nè. Nó thêm cái mùi cái lá này là gì em quên nữa rồi ta. Không, thì là đấy. Nó hòa quyện với nhau. Xong nước mắm thì chua chua ngọt ngọt. Ăn cực kỳ đã. Phải ăn cái với em thì em sẽ ăn kèm với một miếng ớt. Đúng, và một miếng đu đủ nữa. Đấy, một miếng đu đủ ngâm trong đây nữa. Tính ra hôm nay mình may mắn á. Mình tới đây được ăn mà không thử thách gì cả. Đúng không? Đúng. Thì ra muối. Và món này coi như là mình đóng lại nhẹ đi. Đóng lại luôn. Đóng lại nhẹ thì mình chuyển qua một cái món khác rất là phù hợp với lại hai người. Tại vì ở ngoài đời chắc mọi người không biết thì Khánh với lại Sơn gọi là KO đó. Với lại Nam thì anh em thường hay sinh hoạt với nhau và chơi chung với nhau nhiều cái trò chơi. Thì cái món này nó rất phù hợp với cách chơi của hai người. Đó là món ngang trái tỏi nha. Xử lý rất là tốt á, không có bị mùi. Nhưng mà kiểu nha, cái món này á, lúc nào mình nhìn vào á, là nhìn cũng kiểu miếng thịt á. Nó sẽ rất là khô. Nhưng mà khi mình ăn vào á, thì nó lại mềm. Nó không có bị khô như là lúc mà mình nhìn. Ý là mình nghĩ nó sẽ bị cứng khô mà cứng lại đúng không? Ăn vào thịt rất là mềm. Cái cách ướp gia vị đối với anh là vừa phải. Vừa phải rất hay. Những cái sự tinh tế là nó nằm ở vừa phải. Tại vì anh ăn rất là nhiều món, anh chưa ăn món này. Nhưng mà anh ăn rất là nhiều món mà cái phần thịt họ cần xử lý á, thì họ sẽ bỏ gia vị rất là nhiều. Nhưng mà ở đây gia vị rất là vừa phải. Mình ăn mình còn thấy được cái mùi ngang. Phụ nữ thì thường thường sẽ ăn món này với lại bún hay là măng. Còn đàn ông chúng tôi là khi nhìn thấy cái dĩa này, chúng tôi chỉ nghĩ tới một số gạo mà lên men lên thôi. Không nghĩ nhiều với lại những cái bún măng đó. Thì hôm nay chương trình của chúng ta nãy giờ ăn thì có vẻ rất là vui vẻ đúng không? Đúng. Nhưng mà thật ra thực tế không phải như vậy. Thế tự nhiên hồi hộp á ta. Đang ăn mà tự nhiên thấy căng thẳng gì. Hôm nay tới đây không chỉ là ăn không, chúng tôi còn có thử thách nữa. Ủa sao nãy kêu không hết mà. Hoang mang chưa? Đúng vậy, đây là cảm giác chung của những người thực khách đã đến với chương trình Quán Ăn Hạnh Phúc. Và thử thách của chúng tôi, thử thách của Quán Ăn Hạnh Phúc như thế nào? Xin mời quý vị và các bạn đón xem. Mời các bạn hãy cầm hai chiếc ly này lên. Dạ. Yeah. Đây, trong hai chiếc ly của mỗi người đều có những câu hỏi khác nhau. À. Và sẽ từng người bốc lên, chúng ta hãy trả lời câu hỏi đó. Nếu như chúng ta trả lời đúng thì người đối diện chúng ta sẽ uống nước chanh. Ủa vậy hả? Nếu như chúng ta trả lời sai thì chúng ta là người uống. Rất là vui vẻ. À còn nữa, trong này sẽ có một cái phiếu trắng. Và nếu như ai bóc được cái phiếu trắng đó thì người đối diện sẽ phải uống nước chanh. Ok, mình chơi nha, bắt đầu chơi nha. Ai sẽ trả lời trước? Thôi Sơn đi trước đi. Đi trước phải không? Chưa đi. Ok luôn, mình sẽ đi trước vậy. Nếu có thể thay đổi một điều trong quá khứ, bạn sẽ thay đổi điều gì? Làm gì có câu trả lời đúng không? Làm gì chúng ta biết câu trả lời đúng hay sai. Nhưng mà trên đời này có những câu hỏi chúng ta không dám trả lời. Nếu như Sơn trả lời được câu hỏi này Nam không? Nhưng mà em nghĩ trả lời không được đâu. Tại vì Sơn hài lòng với cuộc sống hiện tại lắm rồi. Đúng không? Sơn hạnh phúc rồi. 5 giây nha. 9 giờ. 5. Hài lòng cuộc sống quá rồi. Không gì phải thay đổi hết trơn. 3 2 1. Rồi. Đây. Rồi. Có. Có rồi. Nói. Nếu như mà được thay đổi quá khứ á, thì mình sẽ không ham chơi. Ủa là có đó có ham chơi lắm hả? Ham chơi lắm, hồi quá khứ, hồi xưa ham chơi lắm. Mà là ham tầm chơi... cái độ tuổi nào? Tầm độ tuổi từ khoảng từ cấp 3 trở đi á. Sơn năm nay cũng hình như cũng xem tuổi Khánh rồi cấp 3 bây giờ cũng trải qua tầm gần 10 năm. 10 năm rồi. 10 năm rồi. Xong rồi đi học đại học. Nhưng mà mình kiểu mình không học hết đại học luôn á. Bỏ ngang á. Cũng ngày xưa Khánh cũng ham chơi. Thật ra mình cũng không chơi cái gì quá là quậy đâu, nhưng mà mình cảm thấy bây giờ mình nhìn lại mình bị quá là mất thời gian trong cái giai đoạn mình thích đi chơi, thích đi học. Đúng rồi thì không sao. Vì mình hồi trẻ mình chơi nhiều thì bây giờ bắt đầu lớn thì bắt buộc mình bớt chơi lại. Và thật sự mình không muốn bớt chơi thì ông trời cũng ép mình bớt chơi chứ chơi hoài tiền đâu sống. Đúng không? Đó, nói chung là câu trả lời này cũng trả lời rất là chân thành. Mặc dù câu trả lời này cũng hơi basic một xíu. Ai không ham chơi? Ai mà không ham chơi. Nhưng mà con hỏi bốc vậy biết sao giờ? Thì uống đi. Trả lời được là người cứ bên uống mà. Kìa mọi người. Nghe nồng nặc quá ta. Báo trước nha,
Cái đó là nước cốt chanh đó. Nước cốt chanh. Đúng rồi. Có nghĩa là không pha cái gì hết á. Chúng tôi chỉ là chanh vắt vào thôi. Rồi tâm lý như thế nào là cho khách mời ăn. À. Ăn đầy đủ rồi mới uống cốt chanh. Ừ, cho nó bao tử không là bị lét dạ dày không được. Ờ ha. Đó. Mình à, mình nhấp môi thôi. Nhấp môi thôi. Rồi sao đơ luôn. Sao đơ rồi. Không biết là cái cục này nó đông cứng rồi nha, mà không có cưa rộng được cái chỗ này luôn á, kìa nó buốt luôn, nó buốt luôn vậy nè. Cười nè. Muốn cho Sơn được cảm giác đó không? Có muốn. Trả lời liền, bốc lên trả lời liền. Bốc đi. Trời cái câu này, thằng là câu hay không à, đọc lên đi. Ok. Nếu cuộc đời bạn là một bộ phim, bộ phim đó có tên là gì? Chúng ta có 5 giây để suy nghĩ. Tôi chết rồi. 5 Tứ Bố già. À, bố già của anh Trấn Thành. Do biên kịch Quốc Khánh viết. Kính thưa quý vị, tại sao lại là bố già? Tại vì em không ở với bố mà lại em ở với ông ngoại. Mới đâu vô đâu trả lời là tôi thấy chật chật rồi. Nhưng mà cái hoàn cảnh đó, ông ngoại trong cái quá trình đó ông ngoại gần như là một người ba luôn. Thì lúc đó em còn kiểu mới lớn cho nên là kiểu ham chơi đó, ý là ham chơi xong ham tìm tòi học hỏi cái môi trường mới, đi tập chạy cái thứ. Thì ông ngoại thì không hiểu những cái gì em đang làm, em thì em không hiểu được những cái suy nghĩ mà ông ngoại muốn hướng tới, cho nên là có thời gian mình và ông ngoại cũng có tranh cãi với nhau. Thì trong cái quá trình đó thì mình nhớ lại giống như trong bộ phim của bố già của Trấn Thành, cũng hợp lý mà. Đúng không? Chứ không lẽ về nói ngoại già cũng kỳ. Uống đi à? Sơn uống đi à? Vô nào, vô uống chung với Sơn nè. Cho Sơn có mút nè. Rồi vô. Nào đâu, biết cảm giác là đông cứng không? Đúng như có cảm giác là mình biết hết bản thành phần hóa học của chanh luôn á. Cảm nhận hết luôn á. Hết rồi, ôi. Sao ạ? À? Chảy nước mắt rồi. Vâng. Ôi. Ok. Tiếp đi ạ. Tiếp đi ạ. Chúng ta thử một cái cuộc chơi mới. Một lần cuối cùng. Nhưng mà cái luật này tôi nghĩ là tôi sẽ thay đổi tí xíu. Tức là bốc thì vẫn hai người bốc. À. Nhưng mà uống ví dụ như Sơn bóc mà Sơn trả lời đúng thay vì Nam uống, tôi uống. Ghê đó. Và ngược lại Nam cũng vậy, thay vì Sơn uống thì Lu uống, đúng không? Chúng ta là những người chơi fair play đúng không Lu? Đúng không à? Chúng ta coi như là đồng đội của nhau, bây giờ chúng ta bóc một lần cuối. Ok. Cố lên. Được. Nhưng mà Sơn bóc trước hả? Đúng rồi. Loại đồ ăn nào bạn muốn biến mất khỏi thế giới và không muốn nhớ đến mãi mãi? Sơn ăn lắm. Rồi, đồ ăn nào phải giải thích hợp lý nha. Ăn lắm. 5 Không nói xạo nha. 4 À, không nói 3, xạo nha. Nói xạo sẽ bị quả bắt vô không tay nha. 1 Vô. Đây, ra cái món ăn mà yêu thích nhất của mình á là phở. Nhưng mà món không yêu thích nhất của mình đó là phở hả? Đó là phúng phò Huế. Phúng phò Huế. Dạ. Sao vậy? Tại vì có một cái câu chuyện mà dính tới làm cho mình cảm thấy không rất thích cái món đó. Là bởi vì hồi xưa khi mà bố mẹ dẫn đi du lịch ở suối nước nóng thì là có ăn sáng ở một cái quán ăn đó. Thì hôm đó là mình gọi một cái tô bún bò Huế mà lúc đó mình còn nhỏ lắm, còn nhỏ xíu à. Đang ăn giữa chừng thì đang cảm thấy rất ngon. Thì có một cái con ruồi á, nó bay ngang qua này nè. Nó chỉ bay ngang qua thôi. Từ đó cái tô bún nó đổi vị luôn mọi người. Nó đổi vị luôn. Có nghĩa là nó có thể là nó gấp một cái gì đó, nó nghe bay ngang qua thả cái chiêu rồi cái xong đi một phát một thôi đổi vị luôn là không ăn được. Nhưng lúc mà nó ăn vô một miếng là coi như bị nôn luôn. Mà có ám ảnh đúng không? Ám ảnh luôn. Có thấy nó rớt cái tẩm gì xuống không? Không gì đâu, có sao đâu. Okay. Nhưng mà bởi vì những cái con ruồi ở đó không phải là ruồi bình thường mà nó là những loại con ruồi trâu á, rất là to, ruồi khổng lồ luôn á. Nhưng mà thật sự là Khánh đồng cảm với cái ý của KO nha, tại vì mình là con nít, mình có những cái ám ảnh đầu đời. À đúng rồi. Thật sự cái món bún bò nó không có lỗi, nhưng mà thật sự cái lời giải thích nghe vẫn không có lý lắm đúng không? Tự nhiên lại mất cái bún bò bởi vì con ruồi mà không biết con ruồi rớt chúng cái gì mà đổi vị. Cái câu chuyện đó với tôi là nó hơi ảo. Nó có phần đi cảnh quá nhiều. Không có ảo nha cái này. Nó hơi ảo cho nên tôi nghĩ là chen ru lu. Chúng ta nên uống một ly giặt mặt đúng không? Là cái có gì rớt vô hay không nó mới đổi vị chứ. Tự nhiên con ruồi bay ngang đổi vị làm sao mà có chuyện nó xảy ra được. Tôi tưởng là làm sao? Không gặp thì sao mà thấy được. Tôi sẽ mời bạn uống đây, hồi nãy là nước cốt chanh. Còn cái này cũng là nước cốt chanh. Nhưng mà cái ly nó mới. Okay. Vậy thôi. Wow. Được rồi. Trong này là có phần lỗi của mình đó cho nên là mình cùng uống. Ok chưa? Phải lay quá, phải lay quá. Trời ơi. Được. Bình thường trong phim nam nữ cùng ly uống lãng mạn lắm đó. Mà em đang thấy nhăn quá. Cầm này nó hơi chua. Thì thôi. Bóc đi. Anh bóc hả? Đúng rồi.
Nè, trên đời này chúng ta có những cái gọi là thời tới cản không nổi. Em mời đi. Kỷ niệm tuyệt vời nhất giữa bạn và bạn thân là gì? Kỷ niệm tuyệt vời nhất mà ở đây nghe kể người ta phải thấy tuyệt vời thật sự. Đúng rồi, phải tuyệt vời nha. Cho cái người này kiểm chứng đi. Đúng rồi, tuyệt vời nha. Kỷ niệm tuyệt vời nhất là chắc là sự giúp đỡ của Sơn. Nghe giúp đỡ là thấy tuyệt vời rồi. Đấy. Tôi bạn bè, tôi thích bạn bè tôi giúp đỡ lắm. Nhưng mà trước cái tuyệt vời đó là cũng là một cú sốc đầu đời. Cú sốc tuổi 18 trước khi mà Sơn vào công ty thì Sơn có đứng ra thành lập một nhóm nhạc. Thì trong quá trình đó là em cũng có tham gia những cái hoạt động nhỏ lẻ ở mấy cái show hát cà phê cái thứ á, thì Sơn có gặp. Thì Sơn thấy thích xong rồi Sơn mới suy nghĩ về chuyện là rủ em vào nhóm để đi hát. Thực ra mình nghe cũng thích, mình cũng đam mê mà. Mình ok thôi. Thật ra lúc đó là nhóm có tới tận 5 người được. Thì anh em mới kéo nhau đi qua nhà producer làm nhạc nè, đi chụp mình poster cái thứ, là chuẩn bị là nhận show diễn cái thứ, là chuẩn bị đi diễn luôn rồi. Cái một ngày đẹp trời sau buổi chụp hình chắc phải tầm 5 ngày hay khoảng tuần gì đó, Sơn đang status buồn hiu. Cái Sơn mới rủ qua nhà chơi tâm sự. Thì Sơn nói là Nam ơi, anh này cảm thấy có lỗi quá, nhưng mà anh đậu casting vào công ty của chị Nhi rồi. À, vào nhóm Unify. Ừ. Cái kiểu chơi với mình kiểu là bây giờ trong đầu mình là một ác quỷ mà bên thiên thần, nhưng mà một bên kêu là giữ lại không cho đi, không cho đi, giữ lại làm nhạc mình đi hát chứ. Xong một bên kêu thôi để nó đi đi, để cho đi đi cho tốt đẹp cho tương lai. Đấy, xong rồi may mắn là phần thiện nhiều hơn. Cái mình mới cùng mình cũng buồn chứ, buồn chắc là buồn rồi, nhưng mà mình nói thôi Sơn cứ đi đi, mọi thứ nó sẽ tốt đẹp hơn rất là nhiều, còn hơn là anh em cứ cố gắng ở đây nhưng mà không biết nó sẽ đi về đâu. Vậy thế thì mấy anh em cũng ngồi lại với nhau một bữa, xong rồi khuyên nhủ nhau là để cho Sơn đi. Thì Sơn lên công ty một khoảng thời gian dài tập luyện, thì Sơn nói với em câu trước khi mà Sơn đi là chỉ cần Nam cố gắng thôi thì Sơn sẽ bằng mọi cách giúp đỡ, bằng cách nào đó để Nam được có cơ hội đi tham gia công việc đi hát mà một cách chuyên nghiệp. Thì trong quá trình đó em vẫn cố gắng, thì Sơn thấy sự cố gắng của em bằng cách là em hay post clip lên hay là khoe những cái kỹ năng của mình đã có, thì Sơn mới khoe cho anh chị xem, anh Thắng chị Nhi. Thì anh chị Nhi mới thấy là người này có tài năng, cho nên là cũng cho vào casting luôn, và thế là nhờ Sơn mà em mới có được ngày hôm nay. Hay câu chuyện cực kỳ ý nghĩa. Trong cuộc sống mình có những cái mà nó biến cố nó dập tới cuộc sống anh em mình, đúng không? Mình không biết được. Cũng may là trong cái thời điểm đó là Nam cái phần thiện mình cái phần thiện mình nó lớn hơn nhiều. Và thật ra là Nam là một người ngoài đời rất là dễ thương, và nhìn mặt đẹp trai là biết dễ thương rồi. Lo nghĩ cho người khác xong rồi lo nghĩ về phần mình, công nhận điều đó. Ngoài cái việc ngang trái tỏi ra thì mọi thứ đều ok. Thì nói chung là Sơn thấy cái điều này nó có đủ tuyệt vời và ý nghĩa đối với Sơn không? Không cần phải bàn cãi và không cần phải nói nữa, tôi uống luôn. Uống luôn, hay quá. Tuyệt vời quá, hay là mình uống chung với Sơn luôn ta? Đúng rồi, đúng, mình uống chung với Sơn đi. Rồi, vô, vô. Đấy. Kính thưa quý vị, những cái lúc mà kỷ niệm nó ào về, những cái lúc mà tình cảm anh em được khắng khích, thì chúng tôi thường hay đùa với nhau là phải có ăn một cái món gì đó kết thân lại cái mối tình này để chúng ta có thể nói chuyện nhiều hơn. Đó là món lẩu, và mời chúng ta hãy bưng lẩu lên. À, hôm nay chúng ta sẽ đến với một cái nồi lẩu. Nồi lẩu tên rất là hay, lẩu H, mà tên tiếng Anh là lẩu H. Lẩu H. À, bây giờ mình sẽ húp cái miếng nước lẩu này trước để mình xem coi là cái vị nguyên thủy của nó sẽ như nào. Em nghe mùi thì em nuốt ực luôn rồi đó. Nó thơm mùi măng lắm luôn á. Mà măng này là măng chua á, mà vị dễ chịu. Lần đầu tiên được ăn luôn á mọi người. Cái vị nước là thanh. Thanh là bởi vì là cái nước lẩu này sẽ được hầm từ gà. Hầm từ xương gà. Còn ếch thì sẽ được chế biến rất là kỹ, là sẽ được chiên sơ qua. Xong rồi mới cho vào. Cho nên mọi người ăn mọi người sẽ thấy là rất là thơm. Với lại là ở ngoài nó sẽ hơi giòn nhẹ thôi, thịt ở trong sẽ mềm. Rất là thích ăn lẩu. Một tuần anh chủ có thể ăn lẩu được bao nhiêu ngày? Thật ra là ngày nào cũng ăn được. Đúng rồi. Thích rồi. Đúng kiểu hương vị đặc trưng của người Bắc là họ ăn rất là thanh đạm. Phải công nhận một điều là đồ ăn Việt Nam rất là đa dạng. Bình thường mọi người thích ăn lẩu vào cái buổi nào hoặc là cái dịp nào nhất? Dịp thì mình không biết, nhưng mà nếu mà để nói về ăn lẩu á thì mình thích ăn ở Đà Lạt nhất. Đúng không? Đúng là cái không gian Đà Lạt làm cho mình lạnh lạnh, rồi mình ăn lẩu xong rồi mình thà cái hơi nóng ra.
Nam Cody có giống vậy không hay là thế nào? Nếu mà bình thường để mà em ăn thì chắc là những dịp mà đi uống với anh em thì em sẽ ăn thôi. Còn Khánh thì rất là thích ăn lẩu, nhưng mà thích ăn nhất là những cái dịp mà mình không phải trả tiền á. Không nha. Tại vì thông thường là chúng ta phải thực tế một điều là những cái lẩu bình thường thì cái giá trị nó sẽ cao hơn món ăn như là dĩa cơm tấm đúng không? Cái dĩa bún nó đùa vậy thôi, chứ thật ra là ăn chung với lại bạn bè là vui nhất để mình tám chuyện, mình nói chuyện với nhau. Đây, hồi nãy Lưu nói nè, ớt sẽ được chiên sơ vàng qua xong rồi mới bỏ vào. Cho nên là rất là thơm, thịt thì mềm, mà ớt này rất là lớn luôn á mọi người. Với lại bên trong này sẽ có một cái gia vị rất là đặc biệt. Đó chính là lá lốt ngò gai. Lá lốt á? Hay còn gọi là mùi tàu. Một cái gia vị làm nên cái món này. Ngày hôm nay mình ăn, mình cảm nhận cái hương vị, cũng như là mình bên cạnh nhau, mình nghe những câu chuyện của KO, những câu chuyện của Nam Cody. Cái duyên như vậy thì chúng ta nên chụp lại với nhau một mô hình đi, đúng không ạ? Yeah. Ok, đúng vậy. Mấy này tự sướng luôn hả? Rồi, rồi, 2, 3 nè. Trong thời gian chúng ta chờ tấm hình này nó lên màu, chúng ta có thể chia sẻ với nhau một số kỷ niệm khi mà đến với chương trình này được không? Trước tiên thì đây là một quán ăn toàn là đồ Bắc, làm cho mình bị gợi nhớ lại cái quê hương của mình mọi người. Mặc dù là mình mỗi quê hương nhiều lắm. Mỗi năm mình chỉ có ra thăm quê hương được chắc là một lần thôi. Nhưng mà mỗi lần mà mình được ăn đồ Bắc ấy, thì sướng lắm, bởi vì mình rất là thích ăn đồ của Hà Nội. Thì hôm nay thì cô đi cảm thấy rất là vui khi mà được đến đây ăn những món ăn rất là ngon, và được gặp anh chị giới thiệu cho tụi em rất nhiều món ăn khác nhau, và biết được thêm nhiều về những cái gọi là một số kiến thức về những cái món ăn đấy, và mình còn lục lại những ký ức của mình nữa. Đúng rồi. Đây, tấm hình chúng ta cũng đã lên màu rồi. Dạ. Xin một chữ ký nào. Xin một chữ ký của các bạn ạ. À. Okay. Okay. Chúng ta ký vào đây để mà lưu giữ lại những cái kỷ niệm ngày hôm nay. Và hôm nay rất là cảm ơn khi có sự có mặt của hai khách mời rất là dễ thương chúng ta, đó là Nam Cody và KO. Rất vui và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Quán Ăn Hạnh Phúc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lúc 19 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công ty Truyền thông Bi thực hiện, và rất cảm ơn Béo ơi Quán đã tài trợ bữa ăn ngon ngày hôm nay. Xin chào.